với thầy là hôm cách đây độ khoảng 2 tuần đấy thì đi du lịch với đoàn của mình đi du lịch đến cái thác hồ thác Bà này, thế xong là lúc mà lên 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 Thái Nguyên đấy, lên Thái Nguyên tắm khoáng thì coi như là đoàn Hà Nội mình cũng đông lắm, thế là cũng có đội thì đi 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 bộ lên, nhưng cũng có bây giờ có cái cô này thì là bị như thế, huyết áp cao này, bị đặt stent, thế bảo là chị mệt lắm, chị đi xe thang máy. Thế nhưng vô tình thì thang máy hôm ấy nó lại bị sự cố, nó lại bị rơi, nó lại bị kẹt ở đấy, nó không lên được, nó không xuống được, thì người thì lại vào đông. Thế là chị này coi như là bị gần như là bị ngất xỉu đi. Thì trước khi đấy thì lại bảo là bảo chị lên, là chị lên phòng em nhớ, đến lúc lên không thấy đâu cả, thế là cho người xuống đón, đón mãi thì bắt đầu mới mới thấy, là đọc mãi người ta mới phá được cái cửa thang máy ra. Thì chị mệt quá, chị mệt quá mà lúc ấy bảo là thế chị trên lúc nói chuyện thì chị cũng bảo chị đặt stent rồi mà chị huyết áp cao rồi, thế mà thấy chị mệt quá mà bảo không biết là mình có nên can thiệp không, sợ cũng sợ. Thế về sau thì bảo là chị ơi thế chị cứ bình tĩnh, chị ngồi lại đây đi, xong là em thử giúp chị như thế này xem chị có khỏe lại không. Thế là mình cũng thường là mang cái đi đâu cũng cứ hay mang cái gạch này đi thôi ạ. Thì lấy luôn cái đầu này và cũng gạch nhẹ, gạch gạch nhẹ mặt chị. Thế xong bắt đầu lại sáu cùng phản chiếu cũng làm nhẹ nhàng, xong lại day vào cái huyệt 15 của chị nữa. Thế thì độ khoảng ngôi 5 phút sau thì chị bảo em ơi em làm như nào, chị thấy chị tỉnh tỉnh rồi đấy. Thế thế thì bắt đầu bảo thế thì chị ngồi lên đi, chị hay chị nằm cũng được thì cứ lấy cái này luồn mà, thì cũng làm cái đầu cho chị nữa này, làm nhẹ nhẹ thôi. Vâng, thế là một lúc sau chị bảo thôi thì các em đi tắm khoáng thì đi đi, chị ở nhà chị trông phòng thôi chứ chị không đi đâu. Thế xong là đến chiều ấy, à về thì lại nghỉ độ khoảng nửa tiếng sau, lại làm lại cho chị một lần nữa, thì bắt đầu là lên xe để về Hà Nội. Thì thấy cả trên cả cái thời gian mà ngồi ở trên xe đấy, về đến Hà Nội không thấy kêu ca gì nữa, bảo thế chị thấy ổn không, mà chị thấy ổn ổn rồi. Okay. Đấy thế thì cũng là liều đấy, nhưng mà cũng sợ, tại vì là gặp những trường hợp đấy thì không giúp cũng 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 tội, mà giúp thì cũng sợ. Thế mà hỏi thầy là như thế mình cứ làm nhẹ nhẹ cũng được đúng không ạ? Dạ, vâng ạ, cảm ơn Vâng. cô Minh Xuân. Đầu tiên Vâng. là phải lớp một tràng vỗ tay để cảm ơn cô ạ. Vâng, rất tuyệt vời về cái tinh thần giúp đỡ người khác của cô. Rất tuyệt vời.